Hồng Duy xin chào quý anh chị cô chú và các bạn. Hiện tại thì Hồng Duy đang có mặt tại khu dân cư Phát Hải nằm trên trục đường 85B. Thì với khu dân cư Phát Hải này thì chỉ cách chợ Bình Chánh chỉ khoảng là 2 km thôi nha anh chị. Và các anh chị có thể mình di chuyển ra trục đường quốc lộ 1A, trục đường Đinh Đức Thiện thì chỉ khoảng là 1 km thôi. Và xung quanh đây thì dân cư đã ở hiện hữu và đông đúc rồi. Và trong video hôm nay thì Hồng Duy sẽ gửi đến cho anh chị hai căn nhà phố nằm trên mặt tiền đường số 9 tại khu dân cư này. Thì với cái trục đường số 9 này thì là trục đường 12m với lọt lòng là 6m nha anh chị. Cho nên với cái trục đường trải nhựa rất là rộng rãi như thế này thì mình sẽ có một nơi sống rất là lý tưởng, và mình dễ dàng di chuyển khi mà mình về các quận ở trung tâm thành phố Hồ Chí Minh. Mình đi làm, đi học cho con em đi học thì ở xung quanh đây thì đầy đủ những cái tiện ích cho anh chị khi mà về sở hữu căn nhà này. Trường học chỉ cách nhà mình thì chỉ khoảng 500m thôi đó. Và với hôm nay là hai căn nhà mái thái với kiểu cách là tông màu xám trắng nha anh chị. Đó, với mặt diện nhà mình thì rất là sang rồi. Và anh chị có thể thấy với vỉa hè 3m ở khu vực này thì mình có thể thoải mái đậu xe. Và khi mà anh chị về sở hữu căn nhà này thì mình có thể làm thêm những cái khung để dành riêng cho mình. Đó, những khung bảo vệ để cho mình thoải mái đậu xe, mình trồng cây ở khoảng không gian trước vỉa hè nhà mình luôn. Với vỉa hè thì đã được lót gạch sạch sẽ rồi, và mặt diện nhà mình thì cũng đã được lót gạch bóng kiến. Đó. Và với nhà mình thì được bảo vệ với hai lớp cửa, đó là lớp cửa cuốn và một lớp cửa bốn cánh được làm bằng nhôm Sifa và kính cường lực. Nhà của mình thì đã có sổ hồng riêng rồi, có ngân hàng hỗ trợ vay cho anh chị từ 50-70%. Cho nên khi mà anh chị mua nhà thì nếu mà mình có thiếu hụt tài chính thì mình có thể vay vốn thêm ngân hàng nha anh chị. Và xin mời anh chị mình cùng di chuyển vào phía bên trong để mình cùng tham quan khoảng không gian phòng khách nhà mình. Thì với khoảng không gian phòng khách này thì được thiết kế rất là rộng, với chiều ngang là 5m, chiều dài là 18m. Cho nên với căn nhà của mình thì được thiết kế những cái khoảng không gian đều rất là rộng rãi và thoải mái luôn. Ở bên mảng tường, hai bên mảng tường thì bên nơi cứ sử dụng cho anh chị là nhựa ốp tường giả đá PVC. Đó, nhìn rất là sáng và sang luôn. Với nhựa giả đá PVC này thì sẽ rất là sang và rất là bền bỉ theo thời gian luôn nha anh chị. Ở phía bên trên thì có sử dụng là trần thạch cao với hệ thống đèn LED được chiếu sáng khắp xung quanh trần nhà của mình. Gạch nền thì sử dụng là gạch bóng kiến khổ 80x80. Đó. Và ở dưới chân cầu thang thì hiện tại bên Duy có làm cho anh chị những cái hệ thống tủ để mình có thể trang trí được những cái vật lưu niệm, những chai rượu quý ngay tại khu vực này để trang trí cho căn phòng khách nhà mình với những hệ thống đèn LED được chiếu sáng ở phía bên trong. Ở dưới chân cầu thang thì có một cái bức tranh 3D đó, được làm rất là đẹp luôn. Với bức tranh này thì nó sẽ tạo điểm nhấn cho khoảng không gian căn nhà của mình. Và khoảng không gian phòng bếp thì được thiết kế liên thông với khoảng không gian phòng khách, được ngăn cách giữa một cái cầu thang. Cho nên với khoảng không gian phòng bếp nhà mình là một khoảng không gian phòng bếp rộng rãi với đầy đủ tủ bếp trên, tủ bếp dưới. Mặt bếp đây thì được lót đá hoa cương, mặt dựng thì được ốp kính cường lực nha anh chị. Và anh chị có thể mình đặt được một bộ bàn ăn từ 6 đến 8 ghế ngay tại khoảng không gian này. Đó, rất là rộng luôn. Phía bên trên thì có quạt trần để khi mà mình ngồi ăn uống thì nó sẽ thêm không khí mát mẻ hơn. Và cầu thang nhà mình thì có làm hai mặt luôn. Đó, tủ cầu thang này thì với hai mặt như thế này thì mình ở đằng sau đây mình cũng có thể trang trí theo tùy sở thích của mình. Khu đối diện đây thì có gắn những cái ô kính thủy caro rất là đẹp mắt luôn. Đó. Và tiếp đến thì mình cùng di chuyển tới căn phòng ngủ. Căn phòng ngủ nằm ở dưới tầng trệt này thì sẽ dành cho người lớn tuổi khi không tiện lên xuống cầu thang. Có cửa sổ, đèn ngủ, đèn LED và đèn lon với một cái dây ống đồng để mình gắn máy lạnh sẵn cho mình luôn. Ở cuối nhà mình thì sẽ có khoảng không gian sân sau. Sân sau đây là một nơi lấy thoáng và đồng thời anh chị có thể đặt máy giặt ngay tại góc này. Gạch tường ở đây thì cũng đã được lót sạch sẽ với vòi nước, và anh chị có thể làm thêm mái che cho khoảng không gian sau của nhà mình nhé. Các phòng vệ sinh thì được thiết kế rộng rãi với đầy đủ những cái thiết bị nhà vệ sinh cho mình. Ở đây thì có vòi sen để mình có thể mình vân ngăn được một cái vách kiến giữa khoảng không gian phòng tắm và phòng vệ sinh nhà mình. Đó, để khi mà mình tắm rửa thì nước nó không có thể văng ra ngoài. Thì đó là toàn bộ không gian ở dưới tầng trệt. Và Hồng Duy xin mời anh chị mình hãy cùng Duy di chuyển lên trên lầu 1 để mình cùng tham quan lầu 1 cho mình nhé. Hiện tại đây là cái lối cầu thang để mình di chuyển lên trên lầu. Với hệ thống cầu thang được thiết kế rộng rãi và được làm bằng đá hoa cương luôn nha anh chị. Có tay vịn bằng gỗ và ốp kính cường lực dày tới 10 ly. Có một ánh đèn để mình di chuyển lên trên thì nó thêm sự an toàn hơn khi buổi tối.
Và ở trên đây thì sẽ bao gồm là hai căn phòng ngủ, hai căn phòng vệ sinh nằm khép kín phía bên trong phòng ngủ như mình. Thì anh chị có thể thấy căn phòng ngủ này thì rất là rộng luôn, với tổng diện tích là 25m², có một căn phòng vệ sinh nằm ở bên trong căn phòng ngủ như mình, cho nên anh chị khi mà sử dụng thì rất là thuận tiện luôn, với đầy đủ những cái thiết bị nhà vệ sinh cho mình đó, toàn bộ là những thiết bị cao cấp hết nha anh chị. Ra ngoài đây thì anh chị sẽ có một khoảng không gian ban công. Ban công thì chừa tới hơn 1m và có làm những cái thanh để bảo vệ cho mình. Đằng trước nhà thì mình thì dân cư ở rất là đông đúc rồi đó. Và tiếp tục mình cùng di chuyển tới khoảng không gian tiếp theo nha. Ở trên chân cầu thang nhà mình thì sẽ có một khoảng không gian phòng thờ. Phòng thờ đây thì được thiết kế mở, cho nên khi mà mình có thắp nhang khói có bay thì sẽ không khiến cho nhà của mình bị ngợp. Và nếu mà gia đình mình đông thành viên thì mình có thể ngăn làm một căn phòng ngủ ngay tại khu vực này cũng được đó. Và khoảng không gian phòng ngủ cuối cùng là một căn phòng ngủ cũng rất là rộng, với diện tích là 25m² cho căn phòng ngủ này đó. Đèn led, đèn ngủ đầy đủ và có dây ống đồng để gắn máy lạnh cho mình luôn nha. Có hai cái cánh cửa để mình thông ra khoảng không gian sân sau nhà mình, thì với những cái cánh cửa này thì sẽ lấy thoáng cho phòng ngủ nhà mình rất là tốt. Căn phòng vệ sinh đây thì đầy đủ những cái thiết bị nhà vệ sinh cho mình, với một cái căn phòng vệ sinh rộng rãi và gạch tường đã được lót phun trần cho mình luôn rồi. Quý anh chị thân mến, với mức giá là 3,4 tỷ thì anh chị đã sở hữu toàn bộ không gian căn nhà này rồi. Với nhà của mình là một căn nhà đã có sổ hồng riêng, với chiều ngang là 5m, chiều dài là 18m, được thiết kế là một trệt một lầu, bao gồm có 3 phòng ngủ và có 3 phòng vệ sinh, có một phòng thờ, có sân trước và sân sau. Đường trước nhà mình là đường 12m. Nhà của mình thì nằm trong khu dân cư Phát Hải. Với khu dân cư Phát Hải này thì chỉ cách chợ Bình Chánh chỉ khoảng 2km thôi. Anh chị nào nếu mà quan tâm căn nhà này thì hãy gọi cho Duy qua số hotline dưới để dưới góc màn hình, hoặc là anh chị có thể nhắn tin qua số Zalo 0923459179 để Duy có thể hỗ trợ anh chị đi coi căn nhà này nhanh nhất nha. Và bây giờ Hồng Duy sẽ kết thúc video tại đây. Và trước khi kết thúc video thì anh chị hãy nhớ đăng ký kênh để mình có thể theo dõi được những mẫu nhà Duy cập nhật hàng ngày. Và bây giờ Hồng Duy xin chào và hẹn gặp lại anh chị ở những video kế tiếp. Xin chào.